thử thách cầm 1 triệu mua quà tặng chồng ngày Tết. Ba lô con rồng, túi đeo chéo con rồng, túi xách tay. Rồi rủ tới đây làm chi vậy? Anh thấy gì chưa? Vô đi rằng rất nóng với chương trình Tết vô lo, sale hết đón Tết, giảm lên tới 70% cho toàn bộ cửa hàng từ 24 tháng 1 đến 9 tháng 2. Nên hai vợ chồng mình tranh thủ đến đây săn mặt Tết. Em khoái nhất là áo polo ở đây, mẫu mã lịch sự, chất liệu an toàn mát mẻ, kết hợp với quần jean co giãn, chuẩn phơm và mềm, thoải mái khi hoạt động. Áo khoác thì siêu ấm, siêu gọn, siêu nhẹ. Hai vợ chồng mình có hai cái rồi đó. Do anh khó lựa đồ quá nên phải tới mua trực tiếp, chứ em mà mua trên web vô đi là được giảm thêm 200k rồi. Mà anh tự coi đi, để em qua khu thời trang nữ phối dài bộ ăn Tết coi. Với cách phối đồ dưới 1 triệu, con thấy bộ nào hợp với ba mẹ? Why you đi sale siêu to?